Xin chào tất cả các bạn, mình là David Tuấn Anh. Mình đang là game thủ thuộc Team Book Gaming. Lời đầu tiên thì cho mình xin phép được gửi lời cảm ơn đến những người đang ủng hộ cho Book Gaming và tất cả những khán giả yêu thích Thái Elix. Tất cả các bạn chính là những cái người đã giúp giải đấu này càng ngày càng hấp dẫn và nó chuyên nghiệp hơn. Mình rất vui và hạnh phúc khi mà bản thân mình đã đạt được một cái cột mốc mà trước đây mình chưa từng đạt được, đó là vô địch ở Thái Lan. Tất cả những cái giải đấu mà mình cùng Book Gaming tham dự thì bọn mình luôn đặt mục tiêu cao nhất, đó là chức vô địch. Và hai chức vô địch vừa qua chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội. Mình thì thể thức cúp để nó đỡ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là khi mà bạn phải chơi league. Khi chơi league thì nếu muốn vô địch thì bạn phải tập trung vào toàn bộ những cái trận đấu mà bạn phải tham gia. Còn với chơi thể thức cúp thì bạn chỉ cần thắng 2 đến 3 trận là có thể có danh hiệu rồi. Với tương lai thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm nguyên thủ vét thôi. Còn xa hơn nữa thì mình muốn trở thành một nhà quản lý của esports, là một youtuber vô địch, penalty và may mắn. Yeah.